Hoàng Thành được xin giới thiệu chiếc nồi chiên không dầu HiGood, dung tích 15 lít, công suất 1.700W, dung tích cực đại, có mặt kính, bảng điều khiển cảm ứng điện tử, phía trong lòng nồi tất cả là 100% inox 304, cực kỳ an toàn tuyệt đối với sức khỏe, không gì, tất cả đều inox 304 sáng bóng. Đốt nhiệt mai so, quạt đối lưu gió công nghệ Rapid Air lên đến 220 độ. Tất cả các nồi chiên không dầu chỉ đến 200 độ, nhưng với riêng HiGood công suất đốt lên đến 220 độ cho thực phẩm chín nhanh hơn. Bảng điều khiển cảm ứng điện tử cực kỳ sắc nét, các chế độ cài đặt sẵn 10 chế độ. Lồi chạy cực êm, không một tiếng động. Không như các dòng lồi chiên không dầu dung tích lớn thì HiGood quạt đối lưu gió chạy rất là êm, gần như không nghe thêm một tiếng động gì cả. Quạt đối lưu gió nó chạy mà không có một tiếng động nào. Thiết kế cực chắc chắn, sang trọng, tôn vẻ đẹp viền sáng inox, dung tích lớn. Phụ kiện đi kèm theo lồi gồm có một nồng quay,